ban tổ chức sẽ đưa hình vào, ai xếp thành công full cái tấm bảng phía sau là thắng, không cần thời gian. Dạ. Đơn giản chưa? Dạ. Đó, đơn giản. Phải có chiến thuật nha, nhưng phải đơn giản. Chiến thuật của mình là gì? Chiến thuật của em là lấy sự thông minh để lấn áp đội bạn ạ. Bởi vì bên đội bạn không có, bởi vì bên đội bạn không có thông minh, thông minh. Lại thế. Nên có một người nhìn tổng thể. Bên này còn ai nhìn tổng thể tốt bằng Thúy Ngân? Anh nói cái gì vậy Luật? Anh nói lại đi. Anh nghĩ là Vinh sẽ là người nhìn tổng thể, anh với Ngân sẽ là người sắp. Mà nó đến không có tôn trọng tài năng của em. Đạo em có chiến thuật là lấy thịt đè người, chỉ cần nhào vô cái là tụi em đè liền. Đúng rồi, cái quan trọng là mình tìm được cái hình nó hợp với cái bảng của mình. Thì tụi em có cái hình vô tụi em giật hết. Đúng chứ sao. Ủa, nữa. Nhưng mà ví dụ mà lấy mà không xài được thì mình được lấy cái đó đúng không anh? Đúng rồi. Lên hình. Trời ơi, quăng gì á? Trời ơi, quăng gì á? Ủa là sao? Tự nhiên gì vậy? Xếp vô đi anh, xếp vô đi. Không hiểu là sao mang cái góc này tấm giác. Không hiểu là sao mang cái góc này tấm giác. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Dạ, dạ, tôi qua đây, em, tôi em, tôi em, tôi em. Ê, ăn cắp không được nha, cái này vô. Ủa, cái gì vậy? Ê, em sao ăn cắp rồi? Thôi, ai là bỏ lên bảng rồi, không được lấy của nhau. Lấy ngoài thôi. Trả, trả, trả lại, trả lại, trả lại. Cái này của em. Ê, 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 ê. Ê, cái này khó sắp lắm anh chị. Lâu quá rồi chị. What? Này chưa ấy. Lấy, lấy, lấy. Lấy cái đó được không? Ngược lại, đứng lên, đứng lên. Đứng. Cái này. Vậy sao? Cái này khó sắp lắm. Đúng rồi anh ơi. Thôi, không biết. Đúng rồi, đúng rồi. Này được không? Hay. Đúng rồi. Hay. Lấy, lấy, lấy đi, lấy đi, lấy đi, em bắt rồi. Đừng có thở, tao biết mình bệnh. Đúng rồi. Bên đây hay quá vậy. Tôi đã nói từ đầu là phải có người đứng nhìn tổng thể không. Bên đây không ai chịu nhìn, ai chạy. Mà cái vấn đề nằm ở chỗ là hồi nãy vậy nè, là cứ đi kiếm cái hình này hoài. Trong khi đó cái hình này nó nằm chần dần ở đó, không ai lấy. Chỉ cần dục cái này ra. Không, nhưng mà cái miếng này là của anh em nè. Anh cũng lấy miếng của em mà. Không có lấy luôn á. Nói như hồi nãy giờ cũng dục qua dục lại rồi. Thôi tôi vô rồi đó. Ủa cái này kỳ kỳ vậy, ta sẽ dư cục ở đây vậy. Không phải tại máy lắc mà. Chị bà Ngân, đây nè, đây nè, nói chứ. Ngân, em có 5 giây để chiến thắng, để lắp chỗ này. 5 4 Có vậy. Sao em lấy mấy cục mới? Ủa anh được 5 giây, sắp cục mới không? 10 giây luôn, 10
9 Không có 8, cục nào luôn á. 7 2 cục vuông nhỏ. 6 2 cục vuông nhỏ. 5 4 3 2 2 Ghê, bay ghê. Cái đó là cho vui thôi. Cứ thua đầu. Ủa sao? Anh cho có điểm cộng cho em rồi, đi chứ. Bên này người ta thắng rồi nè. Bên này nè, thấy không? Đều đẹp nữa. Sao mệt vậy? Chạy anh. Tôi thấy là bên đó chơi là giành giật dữ lắm, cho nên là mình không cần nương tay. Không nương tay đúng không? Không nương tay. Thầy luôn không? Bị chạy mặt rồi. Chạy mặt. Ngọc quýnh vô mỏ tôi luôn nè. Trời ơi Ngọc, em chơi gì kỳ với Ngọc? Đâu có, em không biết gì luôn. Em đó. Giả bộ em quơ tay em để cái bụp vô miệng anh. Không đâu. Em không bao giờ chơi dơ vậy, em chơi cái, xấu. Cái micro anh có đỏ đỏ luôn kìa. Ủa chạy máu luôn hả? Chạy máu luôn. Không phải, cái đó kèm trước. Dạ. Đó, anh đổ thừa tôi. Như vậy là đội màu xanh hiện tại đang chiến thắng 1-0. Em thách đấu với đội bên kia. Sổ hình ra hết và ráp, ai ráp nhanh thì người đó thắng thôi. Ai muốn đấu với em à? Xong lắm. Em mời anh Luân à. 3, 2, 1, bắt đầu. Nè. Người thông minh. Giỏi ta. Wow. Giỏi vậy ta. Vuông nhỏ. Hay nha. Gì vậy, gì vậy, gì vậy? Trời ơi, tên trộm thành bách la. Ê, ê, từ... Trời ơi, hay ạ, yeah. Ủa? Con bị lấy rồi. Xong chưa? Chưa ạ. Chưa ạ. Rồi sao vô bà? Dễ mà, dễ mà, gắn đây nè, lấy vào thế làng. Không, 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 được, được, được. Sao vô, trời ơi. Số em phận được, rồi, đây là số phận của anh em mình. Nói vâng. Nói với gái mà sao nhanh bằng Luân được. Luân nó nhanh nhẹn quá trời, nó khỏe mà. Vậy mà đi thách đấu với Luân. Em biết em thua mà. Bên đội mình á, cái độ tuổi trung bình nó trẻ ở bên kia. Trung bình? Đúng rồi. Ồ, ý anh nói là nếu mà đội em thua là do hai người này lớn tuổi. Thôi nè, anh Lực. Không có quạo. Hiểu rồi. Xác định ngay từ đầu rồi. Từ đầu tôi đã nói rồi. Màu áo này. Chọn người này, bận lại màu áo này. Màu áo này. Chỉ có đây là chút xíu rượu mới thôi. Vô dính luôn. Xong.